Hai xin chào chị các bạn. Bữa giờ bận quá không có thời gian quay phim cho chị xem. Thì hôm nay bên em mới về thêm 9 cây điện thoại Nokia 5330 mới. Hàng mới full hộp 100%. Nắp trượt. Năm ba ba không màu đen. Email đầy đủ nha anh chị. Rồi, em quay chị xem sơ. Đó. Bên trong nó có gì? Đây, bên trong hàng mới thì nó có sách dĩa đầy đủ nha. Cài đây bơi đó. Rồi. Bộ sạc zin chú nhỏ. Đó, cục này là xài rất ok nha anh chị. Hàng zin nó xài lâu hư lắm. Cục pin 4U. Cái máy này mà pin đầy đó anh chị xài phải 2-3 ngày pin nha. Tại pin 4U này pin xịn đó. Pin này pin zin xài chung với 88-15 á, xài rất là lâu nha. Đó. Bên trong máy thì nó có cái máy. Để về đây. Ở bên trong hết luôn. Sách hướng dẫn với lại cáp USB. Đó. Tai nghe 3.5. Anh chị nghe nhạc thoải mái. Bây giờ bắt đầu mở bên trong cho anh chị xem. Mở móc hai cái này. Thấy không? Và tắt này ra nhẹ thôi. Rồi ra bên trong. Đó. Anh chị nhìn thấy bên trong máy tính đúng không? Cái này hãy nhớ nha anh chị. Đó anh chị mới hơi nhớ là anh chị rút ra gì đó. Hãy nhớ bên trong nó kèm theo hệ 2GB sẵn nha. Đó. Đây. Tha hồ mà cài nhạc. Còn bây giờ em bỏ sim thử. Cho chị xem. Mở này, lùi ra. Cái sim này có nó có hướng thẳng nè, thấy không? Mình chọn ở đây. Để lên. Đó. Bên vô đây. Còn nắp lưng á thì anh chị gắn hai cứ trước. Vô đều hết đi. Không? Rồi, chụp ra. Mở nguồn. Con này nghe gọi loa trong lớn mà nghe nhạc rất hay nha anh chị. Đó, đèn cái đẹp nè. Đó, vô chuông nghe cũng rất là hay. Cái máy này nó chỉ có tiếng Anh với tiếng Trung Quốc thôi nha anh chị. Để em chỉ có tiếng Anh. Bấm menu giữa, cài đặt. Thực ra những cái máy này nó rất đơn giản, xài dễ lắm. Anh nào mà xài quen là nó dễ ẹt. Không có khó. Đó. Nó đơn giản thấy màu luôn không? Nó chỉ vô menu thôi nè. Rồi chọn chức năng thôi. Cái máy này mới cho nên vừa vô quảng cáo một chút. Để thoát luôn đi. Đó. Nè, vô menu này không? Chọn đơn giản mà cài đặt tin nhắn, trên bạ, cuộc gọi nhỡ xong rồi. Mà muốn nghe nhạc hay nghe nhạc thôi. Con này nó có 3G luôn nha anh chị. Đó, bây giờ em vô 3G, bật 3G nè. Đó. Vô đây á là nó kêu mình chọn 3G hoặc là không chọn 3G, tắt 3G bấm gửi em. Đó. Thì bên này nó sẽ hiện lại không có 3G. Đó, thấy không? Không có 3G. Gọi lại. Giờ em vô chuông thử. Đó, người nhà ước lớn nha anh chị. Không. Con này nó chức năng. Bây giờ em thử nè, trở lại, đúng không? Chữ cái lò. Đúng chưa? Bây giờ thử là trượt lên nè. Đèn màu này đúng không? Rồi giờ chỗ màu khác. Đó, đổi màu. Như y như Nokia 79 vậy đó. Nè, đổi màu này.
đó, đổi màu liên tục, thấy không? Đó, đơn giản vậy thôi. Và màu này đi, đó, thấy không? Nói chung là buổi tối là mình xài rất đẹp, trượt đây nè, đèn đẹp lắm. Còn cái phần này, cái này nó có ba nút nè, cảm ứng nha anh chị. Khi mình xài mà mình nghe nhạc á, nó sẽ có cảm ứng đi qua. Cái này em chưa cài nhạc cho nên không có nhạc nào thử á. Ê, có thẳng luôn. Hoặc định rồi, rồi ok. Đó, bây giờ thử nè. Thử nè, qua bài nè. Đó, không, không, qua bài. Qua bài. Qua bài. Qua bài. Đó. Cái thẻ mặc định nó cài sẵn cho mình luôn. Vừa nghe thử thôi. Còn anh chị là muốn về xóa nhạc cài lại. Anh chị mà mua những cái hàng Facebook này á, xài rất bền, mình mua mình tặng cũng được. Mình xài cũng bền, mình tặng cũng ok, không ai nói được á. Còn mà tiếc tiền mua mấy hàng thay vỏ mấy trăm ngàn á thì nó sẽ mau hư thôi. Rồi, ok. Cảm ơn chị xem clip nha. Chúc anh chị vui vẻ. Anh chị nào mua thì liên hệ bên em. Cảm ơn.